phân ưu, chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được thông tin hiện thê của ông Phạm Văn Thành là bà Dương Thị Bích Thủy, nữ phó trị sự hương đạo cao đài Canterbury, tộc đạo Sydney, Australia, vừa quý vị vào lúc 11 giờ 30 tối ngày 25 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 năm canh Tý, hưởng thọ 65 tuổi. Tăng lễ sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 2 tại thánh thất cao đài New South Wales, 114 King George Road, Woolley Park, New South Wales 2195, Sydney. Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào lúc 11:30 sáng thứ bảy, ngày 29 tháng 2 tại Camden Valley, Way, Lappington, New South Wales 2179, Sydney toàn thể các bạn học nông lâm xúc Tây Ninh khóa 4 cùng các đồng đạo cao đài, gia đình giáo sư Cao Xuân Liễu, gia đình Huỳnh Công Nhịn, gia đình Phạm Minh Cảnh, gia đình Ngô Khắc Vũ, gia đình Võ Thiện Toàn và gia đình Võ Thành Nhân thành kính chia buồn cùng gia đình ông Phạm Văn Thành và thân mẫu của cố nữ phó trì sự Dương Thị Bích Thủy kính lời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiên liêng, dưới hồng ân cho cố nữ phó trị sự Dương Thị Bích Thủy sớm về cõi hàng sống.